Oppo F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Rồi thôi, và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. Trả lời là có, anh hãy để nổ mèo ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Bạn này chắc chắn là bạn hát không hay. Em nghĩ cũng không hát hay đâu. Có lẽ là bạn này hát không hay. Hát không có hay. Từ đầu tôi đã xác định, một mình tôi xác định là cô này hát hay. Tất cả mọi người đều không hay. Bây giờ tôi vẫn nghĩ là quá hay. Quá đẹp. Vừa nãy anh biên tập dặn em là hát hết lời 1 đi, xong lời 2 để cho một mình bạn hát thôi. Thì em sợ quá, em nghi ngờ quá. May quá bạn lại hát hay, cảm ơn bạn rất nhiều, thank you. Cứ hồi hộp bởi vì cứ ngỡ là một bạn hát hay cùng với Đức Phúc rồi. Chắc là bạn còn lại là sẽ không hay đâu. Nhưng mà rất là may mắn khi hôm nay trên đường chúng ta có nhiều bạn hát hay. Cảm ơn Bích Phương nha. Còn em giới thiệu về mình nào. Dạ em tên là Amira, em đến từ Lâm Đồng ạ. Em có phải người dân tộc không em? Dạ em là người dân tộc Cờ Ho Chin. Vậy ở Lâm Đồng thì em làm gì? Dạ em học trường Đại học Đà Lạt, ngành xã hội học ạ. Mà em hát hay nè, múa cũng đẹp nữa, rộng mở. Dạ em cảm ơn.